Mình theo biết là tiếng Hán Việt á, lúc nào cũng vậy, giang có nghĩa là sông, kiều không chỉ có nghĩa là cầu mà còn có nghĩa là đẹp nữa. Kiều Giang là một con sông đẹp, cho nên cho phép người đẹp Kiều Giang gửi đây chào các bạn nhé. Kiều Giang nằm trên trục đường này, và có thể nói đây chính là thành phố có thể nói là rất là phát triển hiện tại bây giờ theo bản thân Kiều Giang như thế. Các bạn biết Giang quê Bạc Liêu, nhưng mà do việc công tác trên thời gian mà Giang ở Bạc Liêu rất ít so với các tỉnh thành mà Giang đi tour giống như các bạn lại. Và với cung đường mà chúng ta đang đi qua, nghĩa là trục đường đại lộ trung tâm của thành phố Bạc Liêu, đây chính là đại lộ Trần Phú. Thì nhà Giang vừa mới đi qua, lúc nãy Giang có alo cho ông xã của mình chuẩn bị một ít bánh, đây cũng như là tấm lòng và quà quê gửi cho các bạn ăn lấy thảo. Thì ông xã có chuẩn bị bánh pía, có chuẩn bị bánh mì ngọt, có chuẩn bị bánh bông lan, bánh hạnh nhân với lại bánh nứt. Thế thì rất mong là với môn vị cắt rồi loại bánh này sẽ tiếp sức cho tất cả các em mình đến đoạn cuối chúng ta về đến khu vực của Cà Mau. Còn về thông tin của Bạc Liêu, thật sự ra lúc nãy khi mà Phú gửi video cho chồng, Kiều Giang cảm thấy rất là nóng trong người, rất là muốn được nhận cái video này sớm hơn để được chia sẻ thêm thông tin với tất cả các bạn của mình về những gì quê hương mình. Bởi vì khi đã trở về quê nhà thì cái máu quê hương nó cảm thấy rất là nóng, cho nên là đoạn đường thì ngắn, nếu mà giới thiệu thì không được nhiều. Vì thế mà xin mời các bạn mình nhìn ngắm quê hương Bạc Liêu của Kiều Giang một cái nữa. Và càng đặc biệt niềm tự hào, Vincom Bạc Liêu đã được hoàn thành cách đây khoảng một tháng. Xin mời tất cả các bạn mình hướng mắt về phía bên tay phải của mình để thấy được Vincom Bạc Liêu nhé. Đoạn chúng ta đang đi qua, đây là đoạn trung tâm lớn nhất của thành phố Bạc Liêu. Như Giang đã nói lúc nãy, đây chính là trục đường trung tâm. Tuy nhiên, trục đường trung tâm nó cũng chia theo đoạn các bạn. Và cái đoạn mà giống như ở thành phố Cần Thơ của mình, đoạn đại lộ Hòa Bình là đoạn nhộn nhịp nhất, thì đây cũng giống như ở Cần Thơ, đoạn này là vui nhất. Phía bên tay phải các bạn mình đó chính là câu lạc bộ Kiếp Tiên, một câu lạc bộ duy nhất mà các bạn khi dắt khách Hà Nội về đây, chúng ta có thể gì có thể giới thiệu với họ để họ có những cái khoảng thư giãn vào buổi tối. Bởi vì Bạc Liêu cũng là điểm mà khách có thể lưu trú lại ngoài Cà Mau. Thế thì Kiếp Tiên là câu lạc bộ mà các bạn có thể giới thiệu với du khách của mình. Đoạn trung tâm khu vực này thì khi chúng ta di chuyển khoảng 100m nữa bên tay trái các bạn của mình, khu vực này đó là chợ trung tâm. Ngoài chợ lớn ra thì ban đêm nó có chợ đêm. Thì khu vực này là khách mình nghỉ ở khách sạn Bạc Liêu phía trước mặt các bạn mình á, di chuyển ra rất là dễ dàng. Thì đây cũng là điểm mà chúng ta có thể hướng dẫn khách mình vui chơi vào buổi tối. Còn bây giờ xin mời các bạn di chuyển xuống nhà hàng. Chúc các bạn có buổi trưa ngon miệng nha. Vâng, còn bảy à? Bà ba này quê đâu vậy? Bà ba này mới làm tạ. Dạ, bà ba giờ dạo này tập siêu nhiều lắm. Dạ. Hơn bảy. Dạ, rồi tới ông bảy nè. Trời ơi. Ông bảy làm gì? Ông bảy bồng bà ba lại. Bà ba búng ông bảy. Bà ba búng ông bảy. Búng ngay đâu ạ? Búng ngay đâu? Chỗ nào thì dư dư thì búng. Chỗ nào đó nó dư dư thì búng. Ông bảy búng bà ba. Ông bảy búng bà ba luôn. Bỏ ông bảy. Bà ba bỏ ông bảy rồi bảy bay bà ba. Bảy bái bay bà ba luôn. Bà ba buồn. Bà ba buồn. Dạ buồn luôn. Ông bảy bực bà ba. Đâu ông bảy bực rồi. Dạ bực nghỉ chơi nhau nha. Bà ba buồn ông bảy. Bà ba buồn ông bảy lại. Ông bảy bó bà ba. Ông bảy bó bà ba lại luôn. Dạ. Bó tay luôn. Tới bà ba đi Bà ba bán ông bảy. Bà ba bán ông bảy. Sao em? Dạ bán ông bảy luôn. Dạ rồi tới ông bảy nè. Ông bảy mua bà ba. 3415 sẽ nếu mà mình có người thân hay là người quen nào đó là người Hoa thì mình sẽ thấy vào những cái dịp lễ Tết hay là những cái việc cái dịp mà lễ hội của người Hoa thì họ sinh hoạt cộng đồng cũng như là họ tập trung về cái gia đình rất là đông ở đây, thì đó là một cái nét hay của người Hoa. Dạ. Còn một cái nơi thứ ba đó là họ sẽ xây dựng một cái bệnh viện. Dạ, một cái bệnh viện cho cái cộng đồng cũng như là một cái nơi để mà cấp phát thuốc chữa bệnh cho của người Hoa. Về vấn đề y học cổ truyền thì người Hoa rất là giỏi về cái vấn đề này.
cho nên là các anh chị mình nếu như mình đi qua những cái khu vực mà đông người Hoa, mình sẽ thấy rất là nhiều tiệm thuốc, người ta gọi là tiệm thuốc Bắc. Dạ, đó là những cái nét đặc trưng của người Hoa mà mình sẽ thấy ở những khu vực đông người Hoa sinh sống. Dạ thì cái một cái điểm thứ tư của họ đó là họ sẽ xây dựng một cái nghĩa trang, và một cái nghĩa trang tập trung cho dòng họ cũng như là cho khu vực cộng đồng của người Hoa ở đó sinh sống. Đó là bốn nơi để mà họ làm nên một cái cộng đồng người Hoa ở cái khu vực ở những cái khu vực mà họ di cư đến đó để mà họ sống. Dạ thì chứ lâu nay thì thấy các anh chị mình cũng khá là mệt mỏi. Dạ cũng như là các anh chị mình khá là đói bụng đúng không ạ? Dạ tại vì thấy ai cũng phải xài là biết đói bụng rồi. Thôi thì trên cái đoạn đường này cũng sắp chia tay tỉnh Sóc Trăng, cho nên là em xin nói về hát về một cái ca khúc về cái tỉnh Sóc Trăng của mình, đó là Sóc Sờ Lai Sóc Trăng. Và bài hát này thì do nhạc cố nhạc sĩ Thanh Sơn cố nhạc sĩ Thanh Sơn sáng tác. Dạ nhạc sĩ Thanh Sơn, dạ xin cho em giới thiệu đôi nét về nhạc sĩ Thanh Sơn. Thì ông cũng là một dạ ông là một người dân của tỉnh Sóc Trăng này. Dạ ông sinh năm 1938. Dạ ông mất năm 2012. Dạ do bệnh tai biến mạch máu não. Thì ông là người dạ ông là người sáng tác ra rất là nhiều ca khúc về rất nhiều ca khúc hit thời bấy giờ. Dạ năm 50 60. Dạ những thập niên đó thì ông sáng tác ra nhiều ca khúc hay. Dạ à, bây giờ mới chỉ nghe nổi buồn hoa phượng. Dạ chắc là nếu mà ai đi học thì mình cũng đã nghe về cái bài hát này rồi. Nổi buồn hoa phượng, luôn bút ngày xanh, bài sau và những cái ca khúc sau như năm 75 đó là những cái ca khúc nói về quê hương và đất nước như là áo mới Cà Mau, Sóc Sờ Lai Sóc Trăng, hành trình đất phù sa vân vân. Thì đó là những cái ca khúc mà hay nhạc sĩ Thanh Sơn. Dạ thì trong đó lại có bài Sóc Sờ Lai Sóc Trăng thì em sẽ trình bày sau đây. Dạ thì em hát không hay nhưng mà cũng hay hát. Dạ cũng mong là sẽ khá là đẹp một chút. Gia đình mình cố gắng lắng nghe. Dạ người con quê tôi sống trên đá bao đời dầm mưa dài nắng đòi lấy chén cơm thơm con như xưa mẹ bắt ngóng đời con sông quê tôi đấu về ba ngã cây trái ngọc dòng phố xa đường hoa chưa cánh có người bán hoa dù trẻ thua hiếu tớ về đại tâm nắm người bạn cơ nghe nghe hát dù cây già dù múa đông đường sóc Sờ Lai bọn tôi đã bọn tôi đã bọn về đại quê hương sóc Trăng tình che là thằng chưa đông bông dù đi bóng biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dạ xin cảm ơn ạ. Dạ rồi, bây giờ theo đồng hồ của Dũng là 10:15 hai các anh chị ha. Đúng 10:35. Dũng xin nhắc lại đúng 10:35 thì các anh chị vui lòng mình tập trung lên xe để chúng ta di chuyển về phía Bạc Liêu và chúng ta sẽ tham quan, sẽ dừng chân làm cơm trưa tại Bạc Liêu. Các anh chị nha. Mấy 10 giờ đói vậy. Hi. Mày. Đây để đang làm gì để. Đó kia tôi kiếm cấp dẹp để tôi đãi. Mấy chị ơi.
kia. Ngày hôm nay chúng ta đã đắc đạo. Là đến quá nhiều chùa. Mời con có lên viết trên chưa? Hiểu luôn, dễ sợ. Rồi, kính thưa các anh chị, thì phía bên tay phải thì những tay bên đây ha, đó chính là chánh điện mà các anh chị thấy ha, cái kiến trúc của cái chùa Chén Kiểu. À, ở đây là họ dùng những cái gạch men, họ dùng cái những cái sứ ốp lên cái ngôi chùa này. Và ngôi chùa này như Dũng nói ha, được xây dựng vào năm 1856 ha các anh chị ha. Đó. À, nhưng mà do sau này là trong quá trình xây dựng á, thì cái nhà chùa do những cái quá trình mà xây dựng á, thì bị bom đạn làm vỡ, và sau đó là trụ trì đã nhờ người dân quyên góp lại nhà có gì, những cái chén, những cái sành, những cái sứ lên lại, và họ tạo được cái kiến trúc như thế này. Và hầu như các anh chị thấy những cái gian mà những cái gian mà ngay gục trụ đó, có những cái vị thần mà nữ đó, Hana đó, những cái vị thần mà thường là đứng đỡ, còn cái vị thần mà đứng ở ngay bốn bức chùa là cái vị thần góp. Cái vị thần góp này là một cái vị thần gọi là vị thần thiện và trái ngược với Rắn Naga. Đây, vị thần này và Rắn Naga là hai anh em. Nhưng cái vị thần này là vị thần gọi là thiện, còn Naga là vị thần ác. Và các anh chị thấy hai bên họ cầm cái thân của con Rắn Naga nó là như vậy, và dẫm lên cái của cái đầu của con Rắn Naga nó là như vậy. Rồi,
cũng như Dũng cũng vừa nói luôn là nếu mà các anh chị mình muốn tìm hiểu và tham quan về cái vườn của công tử Bạc Liêu được nuôi vào năm 1942 thì Dũng xin phép mời các anh chị một lát nữa thì Dũng sẽ dẫn các anh chị mình di chuyển về phía bên tay trái, về phía bên tay trái. Và hầu như trong một cái khoảng khuôn viên của chùa là đều có một cái cột cờ phướng các anh chị đi rất là nhiều chùa thì các anh chị thấy lúc nào cũng có một cái cột cờ phướng như thế này, và ở dưới cột cờ phướng là thường là những cái con rắn những cái con rắn hờn, đó chính là rắn Naga. Và điển tích của rắn Naga hầu như là con rắn Naga gắn liền với cuộc đời của Đức Phật. Ví dụ như điển tích là rắn Naga lấy thân mình quận tròn và đỡ Đức Phật lên và phùng mang để che mưa cho Đức Phật, nó là như vậy đó. Thêm một cái nữa là đó chính là cái phía bên đó là cái nhà Sala, như cũng nói là nhà Sala là những cái nhà đầu tiên họ xây dựng là để là khi mà dân thờ cúng hoặc là cho người dân đi đường họ nghỉ ngơi, cho các tăng ni họ nghỉ ngơi đó. Rồi thì bây giờ thì Dũng sẽ mời các anh chị mình, trước tiên là Dũng sẽ dẫn các anh chị mình tham quan lên chánh điện để chúng ta tham quan được cái nét đặc sắc và cái nét hay của cái hội họa mà dùng cái miếng sành miếng sứ tạo thành một cái chánh điện như thế nào. Rồi, rồi mời mọi người mình di chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.